Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại ngòi bút của tác giả Lê Hoàng Nghĩa trong một cái câu chuyện khá là hay có tựa đề là Những ngôi nhà ma ám. Là vẫn tiếp tục là những cái câu chuyện xảy ra trong cái không gian của các tỉnh miền Tây, rất là một cái nét văn hóa rất là đặc trưng mà chúng ta rất là muốn khám phá. Thưa quý vị, câu chuyện này được chúng tôi phát hành trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào khung giờ số 3 của buổi tối ngày hôm nay để phục vụ cho quý vị. Sau hai cái câu chuyện mà chúng tôi đã phát hành trên khung giờ 7:30 cũng như là 8:15 trước khi câu chuyện này diễn ra. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Cảm ơn đến tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà chúng tôi ở khu định cư gần với chi nhánh của cô nhi viện. Sau khi ba tôi không canh nhà cho ông dược sĩ đó nữa, thì về làm tài xế và trông coi về cơ sở vật chất cho chi nhánh cô nhi viện ở gần nhà. Đó là một gian nhà lớn gồm có một trệt, hai lầu và một sân thượng ở bên trên, chiều ngang phải đến hơn 10 mét và dài hơn 40 mét. Bên dưới sân rộng rãi trồng nhiều cây to, vừa che mát cho căn nhà và tạo bóng mát cho khuôn viên. Sân được săn phẳng để làm nơi vận động, vui chơi cho các em mồ côi. Cuối sân có mấy căn nhà nhỏ làm bếp nấu ăn và kho để đồ. Bên trên sân thượng lớn khá trống trải bởi có căn nhà mát của thang bộ đi từ dưới lên và cái hồ nước to được xây ở phía sau. Nền sân được lót bằng gạch tàu đỏ để hạn chế việc thấm nước xuống bên dưới và giúp chống cho mốc meo. Một lần anh Hiếu theo ba lên sân thượng để xúc hồ nước thì phát hiện ra một trò chơi mới. Kể từ sau hôm đó, anh tụ hợp tôi, chị Thảo, em Trung cộng với hai người bạn là Thu và Bảo. Cái những ngày nghỉ không có ai, mấy anh em tôi theo sự hướng dẫn của anh Hiếu lấy rẻ bít các lỗ thoát nước trên sân thượng rồi xả nước hồ ra, bắt đầu trò chơi trượt nước. Bọn con gái chúng tôi thì không dám, chứ như Trung vừa là con trai lại nhỏ tuổi, cho nên em ấy thường xuyên khỏa thân 100% để chơi trò trượt nước. Và một tai hại mà chúng tôi không biết là trò chơi đó đã làm một số người khuất mặt tại nơi đó không hài lòng. Thường ngày cứ vào khoảng 7 giờ sáng, chừng 80 em cô nhi lớn nhỏ đủ tuổi từ trang trại qua để học tập, sinh hoạt và ăn uống đến 4 giờ chiều thì lại được đưa về bên trại. Chiều ngày hôm nay cũng như vậy, tất cả cô nhi được mấy người chăm coi cùng mấy bà làm bếp đưa về bên trại. Anh em chúng tôi thường ngày sau giờ học theo ba về nhà. Nhưng hôm nay ba phải chờ giám đốc về lại trụ sở chính của cô nhi viện ở Sài Gòn. Trước khi đi ông có dặn: tí hết giờ học mà ba chưa về, hai đứa cứ ở lại đây chơi và đợi một chút. Ba đưa bà đốc ngài về Sài Gòn rồi quay lại mấy cha con cùng đi ăn. Chứ má mấy đứa như là Thảo, Trung thì xuống nhà của cậu hai chơi mấy hôm nữa mới về. Do anh em tôi đã quá quen với nơi này, cho nên dẫu có ở lại đợi ba cũng chẳng có gì sợ, thậm chí là còn háo hức. Vì ban đầu nghe nói thế, anh trai của tôi nói nhỏ: tí nữa 4 giờ bọn trẻ được đưa về bên trại, anh em mình lên sân thượng chơi trượt nước, bà đi chắc phải 6 giờ mới về đến. Tôi liền gật đầu đồng ý ngay. Dù hôm nay không có chị Thảo và em Trung mà chỉ có hai anh em, nhưng mà vẫn vui. Và ý định đó bị phá sản bởi cơn mưa chiều khá to đã làm chúng tôi phải từ bỏ ý định đó. Cơn mưa chiều nay khá lớn, mây đen vần vũ như muốn phong kín cả đất trời. Thêm phần nữa là nơi đây thuộc về nông thôn, cho nên vẫn chưa có điện như Sài Gòn. Cho nên tất cả đã chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Tôi đi tìm cây đèn dầu để thắp lên cho có ánh sáng, xong rồi ngồi cạnh xuống anh trai của mình. Lúc anh em tôi ở trong căn phòng khá rộng, dành cho cả 60 người ở, mà hiện tại chỉ có 2 người. Lại chìm trong cơn mưa chiều cho nên cảm giác trống vắng vô cùng. Hai đứa nhỏ như lọt thỏm vào trong cái lờ mờ giữa chiều và tối giao thoa. Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ vừa thắp lên không đủ sức xua đi bóng tối cùng lúc bao phủ khắp cả căn phòng. Mưa ngoài trời mỗi lúc một to, trong mưa dường như mang hơi nước rất lạnh. Đột nhiên có một âm thanh của con mèo nào đó kêu lên ngao một tiếng, làm cho anh em tôi giật nảy cả mình.
đưa mắt nhìn ráo rác, bởi cô nhi viện đâu có ai nuôi mèo. Có chăng là mèo từ mấy nhà trong xóm định cư cách đây 400-500 mét, còn không là đám mèo rừng, bởi cách đây không xa là cánh rừng chồi bé bé. Sau cái âm thanh mèo kêu đó, hàng loạt tiếng chuột rít lên giống như là đang bị mèo vồ. Nghe thấy âm thanh đó, anh Hiếu liền lên tiếng: chắc là con mèo nó ở ngoài vô để bắt chuột đó. Dạ, chắc là mấy con mèo ở xóm mình chạy lạc qua đây. Âm thanh đó sau cùng cũng dừng lại. Đột nhiên từ trên sân thượng vọng xuống tiếng hú. Âm thanh đó lớn như muốn át đi cả tiếng mưa rơi. Hoàng hốt nhảy lại gần chỗ anh Hiếu, mà bây giờ anh cũng sợ hãi không kém gì tôi. Tôi liền cất tiếng: Mà nó hú phải không anh? Người anh cố gắng lắng tai nghe trả lời với giọng run rẩy: chắc là không phải đâu, gió lùa qua cửa sân thượng nó hú đó. Để chứng minh cho lời của mình nói cũng như trấn an cho bản thân, anh bước lại gần cánh cửa sổ để xem gió to không. Nhưng mà lạ thay, ở bên ngoài chỉ là những giọt nước mưa đang rơi xuống trắng xóa, chứ hoàn toàn là lặng gió. Vậy tại sao trên sân thượng lại có gió lùa tạo ra tiếng hú như vậy? Anh Hiếu vừa suy nghĩ vừa bước lại ngồi cạnh. Tôi nhìn mặt có vẻ sợ hãi cho nên chưa dám lên tiếng hỏi. Bỗng cái giường anh em tôi đang ngồi chợt lún xuống và phát ra âm thanh kẹt kẹt, giống như có ai đó vừa ngồi lên. Cả hai vội vàng quay lại nhìn thì chả thấy ai. Chưa kịp mở miệng thì làn hơi lạnh từ hướng đó xộc qua, áp cả vào hai khiến cho hai đứa nhỏ mình mẩy dựng hết cả tóc gáy. Rồi cái giường lại một lần nữa phát ra âm thanh kẹt kẹt và lún xuống, như có thêm người nữa vừa ngồi lên. Hai anh em sợ hãi nhìn nhau, cùng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi vô cùng hoảng hốt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có lẽ anh cũng vậy, cho nên vội vã nắm tay của tôi kéo đứng lên. Rồi không cần nói gì, cả hai vội vàng ra khỏi phòng để chạy xuống tầng trệt. Chút ánh sáng lờ mờ của gác chạng vạng lại đầy mưa, cho nên anh em tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đột nhiên không hẹn cả hai người cùng nhìn về phía cuối dãy hành lang, nơi dùng để cho các em học đàn. Cả hai cùng thoáng nhìn thấy, hình như bên trong có vài bóng người đang mặc đồ trắng thấp thoáng, cùng mấy tiếng cười đùa nho nhỏ nghe gây sợ. Anh trai tôi sợ hãi, tôi đi thật nhanh xuống hết bậc thang. Anh lên tiếng khẽ khẽ: mình về nhà chờ ba thôi, ở đây ghê quá. Tôi cũng sợ đến quéo cả chân quéo cả tay, không muốn đi nổi. Nếu không có anh kéo thì có lẽ chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Nên khi nghe thấy vậy, nhanh nhỏ đáp lại: dạ em cũng sợ quá, mình về nhà đi anh. Nói xong cả hai người cũng bước đi nhanh. Lúc đó từ phòng học đàn bỗng cất lên tiếng sáo của ai đó. Nó vang lên trầm trầm văng vẳng như xa xa, chẳng biết có phải bị ảo giác hay không, mà nghe trong tiếng sáo sự lạnh lẽo của cả hầm băng ập đến. Tôi liền run giọng: ai thổi sáo ghê quá vậy anh? Đi, đi thôi, đi về nhanh thôi. Hai anh em đang chạy thật nhanh xuống các bậc thang. Khi xuống đến lầu 1 thì cửa cầu thang dẫn xuống tầng trệt đã bị khóa. Anh Hiếu lần nữa lên tiếng: cửa bị khóa rồi, mình qua bên kia thôi em. Dù không muốn, chúng tôi vẫn đi lối cầu thang bên kia. Muốn qua tới đó buộc lòng phải đi hết dãy hành lang lớp học, bởi dãy nhà được xây ở hai đầu có hai thang bộ để thông tầng. Ở giữa là hành lang dẫn vào các lớp học hay phòng chức năng. Dù rất sợ nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Hai anh em cùng cố gắng chạy thật nhanh qua dãy hành lang kia. Lúc băng qua dãy nhà vệ sinh, nghe có tiếng nói xì xào trong đó phát ra. Tôi mừng rỡ nghĩ thầm ở trong đầu, chắc là mấy gì làm trong cô nhi viện này dẫn mấy đứa trẻ về trại. Rồi có việc cho nên quay lại đây. Tôi kéo tay của anh trai lại mà nói: hình như là có mấy cô đang làm trong nhà vệ sinh nói chuyện kìa anh. Anh nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên rồi lắc đầu: anh có nghe thấy gì đâu. Anh vừa dứt lời trong đó lại phát ra tiếng xì xào như hai ba người đàn bà đang nói chuyện với nhau. Dù không nghe được gì nhưng mà tôi cảm nhận thấy an tâm, bởi đã có người lớn ở đây sẽ không sợ ma nữa. Tôi vội vàng cất tiếng: anh nghe chưa? Lần này anh tôi gật đầu xong liền cất tiếng gọi: cô ơi, có ai trong đó không ạ? Không nghe có tiếng trả lời cho nên anh lên tiếng thêm một lần nữa: cháu là Hiếu đây ạ. Anh vừa kêu xong thì đột nhiên tiếng xì xào im bặt và tiếng xả nước bồn cầu từ mấy nhà vệ sinh đồng loạt kêu lên. Rồi một âm thanh kéo kẹt, cánh cửa của nhà vệ sinh được mở ra. Hai anh em vui mừng nhìn xem là cô nào của trại. Chờ mãi chẳng có thấy ai bước ra.
Anh trai cảm thấy bất ổn cho nên nắm tay của tôi kéo lại, cất giọng run rẩy mà nói: Cô Bảy phải không ạ? Không có âm thanh nào đáp lời, cho nên anh vội vàng kéo tôi chạy tiếp. Còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả hai chạy đến cạnh phòng học. Sân phòng im ắng không một tiếng động. Ở ngoài trời tiếng mưa và tiếng bước chân của hai anh em trên hành lang đột nhiên âm thanh két đầm vang lên, làm tôi giật thót mình nhảy lên ôm cứng cổ của anh trai. Anh cũng không khá hơn tôi là mấy, dẫu có sợ nhưng mà dù sao cũng từng gặp ma tại căn biệt thự số 5 cách đây không quá lâu, cho nên cũng không tới mức sợ đến mức không còn sức để chạy đi. Lấy lại tinh thần, chúng tôi vội vàng tiến nhanh về phía cầu thang bộ. Trong lòng lúc này hồi hộp và lo lắng, chẳng may thang bộ bên này cũng khóa nữa thì thật sự nguy mất. Nhưng lần này thì trời thương, cánh cửa sắt kéo ngăn từ hành lang xuống cầu thang không hề bị đóng. Cả hai thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh xuống dưới, các bậc thang vang vọng theo từng bước chân. Xuống đến tầng trệt thì nhanh chóng lao về phía cửa ở nhà giữa, thì hỡi ơi một sự quá tuyệt vọng, cánh cửa đã bị khóa lại bằng ổ khóa đen to tướng. Hai anh em chẳng đứa nào có chìa khóa, mà trên lầu ma quỷ đang ngày càng nhát dữ dội hơn. Bây giờ chúng tôi phải làm sao? Đang không biết phải làm gì để thoát được ra bên ngoài, chỉ đành cùng nhau kéo mạnh cánh cửa sắt kia với hy vọng nó có thể mở ra. Nhưng cánh cửa sắt to lớn đó làm gì suy xuyển với lực kéo của hai chúng tôi. Sau một lúc cố hết sức vẫn không kéo được cửa, hai chúng tôi ngồi thả người xuống nền gạch, tựa lưng vào cánh cửa và mắt canh giác nhìn lại phía cầu thang, bởi lo lắng chẳng may có con ma nào đó vô tình theo lối cầu thang xuống đây. Rất may điều tôi lo lắng chưa xảy ra, mà lần nữa tiếng đàn và tiếng sáo trên lầu hai vọng lại. Ngoài trời lúc này mưa đã nhỏ, cho nên nghe rất rõ cái âm thanh thê lương và trầm ấm, tựa như là tiếng đàn hay tiếng sáo cho đám tang. Hai anh em sợ hãi không biết phải làm gì ngoài việc ngồi nép sát vào nhau. Tôi dường như cảm thấy bọn ma đó, đứa đàn đứa thổi sáo, và chúng đang di chuyển từ lầu 2 xuống lầu 1. Đột nhiên tiếng nhạc đó dừng lại. Chưa được bao lâu thì dãy lầu 1 có chàng cười lanh lảnh của một người đàn bà nào đó vang lên. Mà thông qua tiếng cười tôi tưởng tượng ra bà ta là một mụ phù thủy, da mặt nhăn nheo, với chiếc mũi dài ngoằn quặp xuống và ánh mắt xanh biếc. Khi chàng cười vừa dứt thì đột nhiên tiếng khóc tức tưởi của một người đàn ông đã lại vang lên. Tiếng khóc như là ai oán xé tim gan, rờn rợn lan tỏa khắp cả căn nhà. Khóc một lúc thì nó cũng dứt. Hai anh em lúc nãy biết cầu trời khấn Phật chứ không biết làm gì hơn, thì bỗng từ trên lầu một tiếng chân lẹp xẹp đang hướng về phía cầu thang xuống tầng 1. Tôi cảm giác như người phụ nữ mập mạp đang đi đôi dép nặng nề ở dưới chân. May là nó đến cầu thang thì dừng lại. Tiếp theo là tiếng giày vang lên từ hướng giữa hành lang đi về phía cầu thang. Nhưng lần này không phải là của một người, mà giống như là bước chân của cả chục người lính cũng đi hành quân. Cũng như lần trước, họ chỉ hành quân đến cầu thang thì đồng loạt dừng lại, rồi tất cả lại chìm vào trong yên lặng. Thời gian đại sảnh bỗng đen tối lại, như trời đã vào đêm, làm cho tôi càng cảm thấy sợ hãi. Bởi xung quanh là bóng đen mịt mùng, cùng cái lạnh lẽo không rõ từ đâu ập đến. Thầm cầu trời khấn Phật, lại mong cho ba sớm xuất hiện. Bỗng nhiên trên lầu 2 có tiếng đứa bé khóc lớn, rồi thêm một đứa nữa cũng khóc theo. Chỉ vài giây sau, có lẽ hơn chục đứa con nít cũng khóc. Tiếng cười của người đàn bà lúc này cũng vang lên, hòa theo tiếng khóc. Rồi tiếng người đàn ông khóc nữa cũng cất lên. Tiếng bước chân mang dép lẹp kẹp. Thì ôm cứng anh trai của mình, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lúc này chỉ còn biết ngồi run rẩy. Tiếp theo tiếng bước chân hành quân lại tiếp tục vang lên. Tất cả các âm thanh hỗn tạp hòa vào với nhau, mà dường như chúng lần này đang tiến về phía bên cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Bây giờ không như lần trước, tiếng bước chân không dừng lại ở đầu cầu thang nữa, mà nó từ từ vọng xuống lối cầu thang. Tim của tôi như muốn ngừng đập, hơi thở hổn hển và mồ hôi lạnh túa ra ướt cả người, run rẩy nói với anh Hiếu: "Ghê quá anh ạ, lỡ như nó xuống đây thì phải làm sao?" Anh Hiếu giọng run rẩy không kém tôi mà nói: "Anh cũng biết phải làm sao chứ, hay là mình niệm Phật đi." Thế rồi cả hai rầm rì niệm Phật, còn mắt vẫn hướng về phía cầu thang. Cái âm thanh rầm rập như là hàng chục người mang giày bố của lính như xưa
đang đi xuống cầu thang. Tôi tưởng tượng ra có lẽ trên cả 10 người đang đi, cùng với tiếng giày là tiếng sáo réo lên lạnh lùng, cùng với tiếng khóc của người đàn ông. Hai anh em tôi nép sát vào cửa sợ hãi, căng hết mắt để ra nhìn. Nhưng mà lạ thay, tiếng động đó đến khoảng giữa cầu thang thì bỗng nhiên ngừng lại và im bặt. Chưa kịp mừng thì từ phía cầu thang lại bị khóa cửa. Tiếng của người phụ nữ lanh lảnh cười vang vọng, kèm theo đó hơn chục đứa nhỏ cùng cất tiếng khóc. Cả tiếng đàn cùng hòa lên với mấy âm thanh đó. Chúng từ từ mỗi lúc xuống gần hơn và gần hơn. Bỗng nhiên bên cầu thang đầu bên kia, tiếng chân cùng với tiếng khóc và tiếng sáo cũng tiếp tục cất lên, rồi tiến lại gần chúng tôi. Tôi căng mắt nhìn qua bên có đám con nít khóc, thấy một người đàn bà mặc đồ trắng lụn tịt đang ngửa cổ lên trần nhà cười ngặt nghẽo. Có chừng 8-9 đứa trẻ, từ sơ sinh còn mặc tã cho đến chừng 2-3 tuổi, bay quanh cất lên tiếng khóc lớn. Cầu thang bên này bước chân dồn dập và một tiếng chu như là chó sói cất lên. Tôi hoàng hồn nhìn qua thấy chừng 12-13 người mặc đồ lính. Người thì mất tay, kẻ thì mất chân, người thì chỉ còn một bên mặt, kẻ thì ruột gan lòi hết cả ra ngoài, đang từ cầu thang bước xuống. Tôi muốn hét lên nhưng miệng cứng nhắc không thể hét được. Muốn nhắm mắt lại thì càng không thể, chỉ có thể biết bấu víu vào tai của anh trai mình. Giàu lớn hơn 4 tuổi nhưng mà anh năm nay cũng mới 12 tuổi mà thôi, cho nên chuyện sợ đến không nói gì là đương nhiên. Đang lúc không biết phải làm gì thì từ ngoài trời dường như đã tạnh mưa, một ánh chớp lóe lên sáng rực cả tầng trệt. Ánh chớp ấy dường như đã làm cho cả lũ ma đồng loạt im bặt, không dám lên tiếng mà cũng chẳng dám cất tiếng cười hay tiếng khóc. Rồi tiếp theo là có thêm ánh chớp thứ hai lóe lên, lần này mấy con ma hai bên cầu thang nhanh chóng thối lui và tan biến đi một cách nhanh chóng. Hai anh em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ ngoài sân một người đàn ông mặc đồ kaki vàng xuất hiện, đi xuyên qua cánh cửa đang khóa vượt qua trước mặt để tiến về phía cầu thang. Bỗng ông dừng bước và quay lại nói với chúng tôi: "Có ta đến đây, hai cháu đừng có sợ, hai cháu ngồi yên tại chỗ chờ ta một chút." Nói xong ông nhanh chóng tiến về phía cầu thang và mất hút. Không hiểu do đâu mà thấy mặt của ông lão có nét quen quen, nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra. Một lúc sau ông quay trở lại với một ngọn đèn dầu ở trên tay. Tôi nhận đó là ngọn đèn mình thắp ở trên lầu 2 lúc nãy. Lúc chạy xuống do sợ quá cho nên quên mang theo. Phía ánh lửa của ngọn đèn phát ra làm cho nơi đây trở nên sáng hơn đôi chút. Ông bước đến gần đặt ngọn đèn xuống đất và ngồi đối diện với anh em tôi, từ tốn mà cất tiếng: "Hai cháu dạo này có khỏe không?" Anh trai tôi nhanh chóng trả lời: "Dạ anh em cháu khỏe mà ông ơi, cháu..." Thế anh trai tôi ấp úng nói không nên lời. Ông cụ liền hiền lành hỏi ngược lại: "Có phải anh em cháu muốn hỏi ta là ai? Tại sao ta lại hai lần cứu cháu thoát khỏi tay của đám ma quỷ trêu ghẹo?" Đến bây giờ thì tôi nhận ra đó là ông cụ tốt bụng đã giúp mình thoát khỏi đám ma quỷ ở căn biệt thự số 5. Gặp lại người quen cho nên thế an tâm hơn nhiều. Nhưng rồi chợt nhớ lại lần trước, sau khi giúp anh em tôi xong thì đột nhiên ông liền biến mất một cách kỳ lạ, làm cho cả hai cứ không hiểu là ông đến từ đâu mà sao có thể đi nhanh chóng đến như vậy. Nếu là ma thì sao có thể đi chân chạm đất và có tiếng nói ấm áp đến thế. Hơn nữa lần đó nhờ có ông mà đám ma quỷ không dám lộng hành nữa. Rồi mới vừa nãy dù nhìn không rõ nhưng hình như ông không mở cửa mà đi xuyên qua. Tôi đang còn miên man suy nghĩ thì tiếng nói của ông một lần nữa cất lên kéo tôi trở lại thực tại: "Hai cháu nhìn thử xem ta có nét giống ai." Thế ông cụ có nét quen quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra là ai. Còn anh trai sau một lúc nhìn thì chợt reo lên: "Dạ ông có nét tương tự ông nội con ở ngoài Bắc." Ông lão mặc áo kaki vàng gật đầu cười to mà nói: "Khá lắm, con có mắt nhìn rất hay. Ông nội hai đứa vốn là cháu cố của ta, vậy tính ra ta là ông tổ của hai cháu đó." Nói xong nhìn hai anh em đang há hốc mồm, ông đưa tay xoa đầu của đứa cháu rồi nói: "Ta tuy đã mất hơn 100 năm nhưng mà ta cũng không phải là ma quỷ." Ngay đến đó anh em của tôi hoàn hồn cùng đồng thanh nói: "Dạ chúng con chào cụ tổ." Ông liền gất tiếng: "Ngoan, cháu của ông rất ngoan." Anh Hiếu ấp úng lên tiếng hỏi: "Ông ơi, khi nãy mấy con ma ở đây nhát bọn cháu kinh quá, bây giờ phải làm sao ạ?"
Mẹ con ma nhí vốn từ là mấy em bé cô nhi chết tại đây, cùng một tiểu đội lính và vài hồn ma bóng quế chết gần đây. Rồi chúng thấy căn nhà này chỉ có người vào buổi sáng, còn ban đêm thì không có ai, cho nên kéo đến đây để trú ngụ. Nhưng mà các cháu yên tâm, từ nay chúng sẽ không xuất hiện để nhát ai nữa. Tôi nghe vậy thì mừng lắm thì vội hỏi: chúng nó sợ ông cho nên không dám nhắc nữa phải không ạ? Ông cụ tổ bật cười mà trả lời: nhưng các cháu biết ta vốn không phải là ma, bởi ngày còn sống ông nội và bố của ta đều hành thiện giúp người. Rồi đến đời của ta cũng vậy. Khi còn sống ta vốn là chánh tổng, nhưng không ức hiếp bà con, lại có biết chữ nho cho nên mở lớp dạy miễn phí cho bọn trẻ con ở trong làng, tích được công đức và phước báu. Khi ta mất được về núi tu hành, rồi khi thấy hai cháu gặp nạn ta đã giúp. Lần này thì đã điểm hóa được các hồn ma tại nơi đây, cùng về núi để tu hành, bỏ cái xấu không ở lại quấy nhiễu con người nữa. Nói đến đó ông nhìn ra ngoài đường mà nói: bố các cháu cũng sắp về tới rồi, ta cũng phải đi đây. Nhưng mà các cháu nhớ lời của ông dặn, phải biết làm việc thiện để tích đức và phước báu cho bản thân cùng với con cháu, không được hại người để biết chưa? Dạ, chúng cháu sẽ làm theo lời của ông. Ngoan lắm, bố các cháu tới rồi đó, ông đi đây. Anh em chúng tôi liền quay ra ngoài cửa, thấy từ cổng rào ba tôi chùm áo mưa, tay cầm đèn pin bước vào. Tôi thấy vậy thì mừng quá liền reo lên: à, ba đến rồi. Hai anh em tôi quay vào thì ông đã biến mất từ lúc nào. Phương dừng kể rồi quay sang nhìn cô bạn mình nói: câu chuyện gây sợ của anh Hiếu và em chỉ tới đó, nhưng mà từ buổi chiều mưa chứng kiến những cái hiện tượng đáng sợ ấy thì sau này không còn ai gặp những hiện tượng tương tự. Khi em lớn lên có dịp hỏi lại với cô chú ngày xưa thì họ nói ngày trước ở trong cô nhi viện thời đó có rất nhiều người gặp ma, kẻ thấy kiểu này người nghe kiểu khác. Tuy có nhiều điểm không có giống nhau nhưng mà lại giống chung một điểm: những hiện tượng lạ cùng với tiếng động không rõ nguyên do thường xảy ra ở những cái trời chiều đổ mưa và những đêm trăng thật tròn. Và không hiểu do đâu một thời gian sau tự nhiên mấy hiện tượng đó đồng loạt biến mất cho đến nay. Phương lại nhìn Thu cười rồi nói tiếp: câu chuyện em vừa kể tuy không có gì đặc sắc đáng gây sợ, nhưng mà đó là một câu chuyện có thật 100% mà em và anh Hiếu đã trải qua, cam đoan là không thêm bớt một chi tiết nào cả. Quan trọng hơn, đến bây giờ em vẫn còn có nguyên cái cảm giác ghê sợ ngày xưa. Chiều tối ngày hôm sau, Mai và Thu ngồi cạnh bên nhau trên chiếc băng ghế cây sơn màu xanh nhạt, đặt dưới bóng cây ổi xá lị trong mảnh vườn nhỏ trước cửa nhà ngoại Thu. Chẳng biết hai cô gái này to nhỏ tâm sự chuyện gì mà đến cả giờ vẫn còn say sưa chưa đứt. Thu và Mai vốn là một đôi bạn cùng 16 tuổi, nhà lại ở sát vách bên nhau, cho nên cả hai chơi với nhau rất thân từ nhỏ. Rồi không biết họ vừa nói chuyện với nhau gì mà bỗng Mai cười giòn tan quay sang Thu: mày có tin trên đời này là có ma không vậy Thu? Nghe bạn tự nhiên đặt câu hỏi như vậy, Thu ngần ngừ giây lát rồi trả lời: ta không biết nữa, có người nói là chuyện đó là nhảm nhí, vì trên đời này làm gì có ma. Kẻ quả quyết rằng có ma thật, thành ra là tao cũng không có rõ, nhưng mày hỏi để làm gì? Mai cười nhẹ nhìn bạn rồi nói: thì tao muốn biết mày tin là có ma hay không, nhưng mày đã trả lời vậy thì tao muốn hỏi thêm mày có sợ ma hay không? Một lần nữa Thu lại thoáng ngần ngừ rồi trả lời: thật ra thì tao không rõ lắm mình có sợ hay không, nhưng mà tao nghe ba tao thường nói đức trọng quỷ thần kinh, mà tao thì lại chẳng có làm chuyện gì xấu để thất đức cả, thì có lẽ là có chẳng việc gì phải sợ cả. Trả lời bạn xong, Thu nhìn vào mắt của Mai đặt câu hỏi: mà sao nãy giờ mày cứ hỏi cái chuyện này, vậy mày có ý gì thì nói ra đi. Thì có chuyện cần mày phụ giúp một tay cho nên là tao mới cần hỏi kỹ. Cần tao phụ giúp một tay chuyện gì? Liệu có liên quan đến chuyện mày hỏi tao nãy giờ không? Mai nhìn bạn cười cười mà nói: tao muốn dù mày đi coi ma có thật trên đời hay không, vậy mày có dám đi với tao không? Thưa cũng cười theo bạn và hỏi lại: tự nhiên rồi muốn đi coi có ma hay không chứ vậy ba? Mai nghiêm mặt nói bằng một giọng rành rọt: là người theo đạo tao tin chẳng có ma, nhưng mà nhiều người trong xóm của mình đồn đại ở căn nhà bỏ hoang cuối xóm mà hay hiện lên để chọc ghẹo những ai vô tình đi ngang qua đó vào lúc khoảng chừng 10 giờ đêm trở lên. Thu liền nhau mắt nhìn bạn mà nói: bởi vậy mày rủ tao đi coi thực hư cho có phải không bạn? Đúng vậy, thế mày có dám đi tối nay không? Thu ngẫm nghĩ giây lát rồi nói một hơi dài: chẳng lẽ chỉ có hai đứa con gái tụi mình lò dò đến đó lúc đêm hôm,
Nếu là ma có thật thì không có gì đáng nói, nếu mà gặp kẻ gian kẻ xấu thì sao? Bởi tao nghe bà ngoại tao nói, không rõ từ nhiều năm trước căn nhà đó ra sao, nhưng mà 10 năm trở lại đây khi mà nhà ngoại tao dọn đến đây ở, thì căn nhà đó thay đổi 4 lần chủ mà chẳng ai ở được quá 3 tháng. Duy chỉ có vợ chồng của ông Năm già bán bong bóng là ở lâu nhất là gần 2 năm. Nhưng mà vợ chồng của ông Năm già cũng đã dọn đi nơi khác cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Từ đó thì căn nhà bị bỏ hoang cho đến nay. Đó, mày liệu chỉ có hai đứa mình lò dò đến đó, rồi gặp bọn côn đồ hay là kẻ ác ẩn giấu trong ngôi nhà đó thì làm sao? Nghe Thù nhắc đến vậy, Mai chùn cái hăng hái của mình lại. Quả thật không hề tin có ma, nhưng mà dù có ma thật đi chăng nữa, thì việc gì phải sợ, bởi ma chỉ là những linh hồn, chúng làm sao đối phó với người bằng xương bằng thịt. Còn như Thu nói, bọn kia là kẻ xấu, hai cô gái sẽ trở thành mồi ngon của chúng. Tuy lòng hiếu kỳ thúc đẩy khám phá căn nhà bỏ hoang ở cuối xóm có đúng là có ma hiện ra hay không, Mai tuy ngần ngại nhưng vẫn muốn một lần nữa đến đó để biết thực hư. Cứ còn đang phân vân nghĩ thì Thu liền lên tiếng. Nếu mà chỉ có hai đứa con gái tụi mình, tao thấy là không có nên đến đó. Nếu mà có một người nữa đi kèm thì chẳng có gì e ngại cả, mà thấy sao? Mai mừng rỡ mà nói. Ờ đúng vậy, mà mày có dự tính rủ ai theo tụi mình không? Có, tao nghĩ là mình nên rủ con Phương đi theo, mày thấy nó được không? Mai hơi chưng hửng. Ôi, con Phương nó cũng hơn gì ta đâu, vậy thì ăn thua gì? Thu liền bật cười mà nói. Tao biết trước mày sẽ nói như vậy, nhưng mày có nhớ nó là con nhà võ hay không? Ông nội là thầy võ ở ngoài quê, còn ba của nó tuy làm nghề tài xế nhưng mà võ nghệ đầy mình. Vì nó có kinh nghiệm hai lần gặp ma rồi đấy. Tự nhiên sao tao quên thuốc vậy chứ? Ờ, nó với cái cây đoàn nhị côn gia truyền thì việc đối phó với hai ba thanh niên cũng thừa sức. Hay quá, rồi con Phương theo tụi mình khỏi lo sợ kẻ xấu. Ý mà mày vừa nói cái gì chứ? Con Phương đã hai lần gặp ma rồi sao? Chứ sao nữa, cả nó và anh Hiếu khi còn bé đã gặp ma hai lần. Lần đầu tiên ở Sài Gòn, còn lần sau thì ở ngay cô nhi viện gần trại định cư. Nói xong Thu liền thuật lại câu chuyện mà mới ngày hôm qua cô được Phương kể cho mình. Nghe xong Mai gật gù xem ra thán phục kinh nghiệm của Phương. Thế là qua ngày hôm sau, hai cô gái sang nhà tìm Phương, nói cho nó biết ý định của mình. Nghe xong thì con nhóc rất hào hứng. Thế là cả ba đứa chụm đầu nhau vạch ra kế hoạch phải thực hiện ngay. Hai cô chị cùng xóm rất tin tưởng vào kinh nghiệm của Phương cho nên liên tục gật đầu. Sau khi họ bàn tính xong đâu đó thì cũng hết trưa, Mai liền chậm ngâm mà nói. Chút nữa tao về nhà xách theo mỗi đứa một cây dao phay để đề phòng kẻ xấu. Tư Phương nhìn cô rồi cười trêu chọc. Hay chỉ tính đem dao phay để chặt củi hay sao? Mai ngạc nhiên mở to mắt nhìn Phương. Thì đem dao để đề phòng kẻ xấu tấn công. Phương thản nhiên mà nói. Gặp kẻ xấu thì chị làm gì nó, hay là vừa khóc vừa năn nỉ và đưa dao cho nó? Bởi nhìn là em biết chị không dám chém ai rồi. Bây giờ em sẽ đưa cho mỗi chị một cây gậy và chỉ cách sử dụng bằng những chiêu thế thật đơn giản nhưng mà đảm bảo tính hiệu quả cao. Nói xong nó chạy về nhà đem đến hai cây gậy đã lên nước đèn bóng, rồi tận tình hướng dẫn cách sử dụng thật đơn giản, dễ thực hiện và hiệu quả. Nếu gặp địch tấn công thì ngồi thụp xuống và dùng cây gậy quét thật mạnh ở dưới chân, khiến cho địch thủ khó lòng mà tránh thoát. Hai cô gái hào hứng tập dượt, hy vọng với ngón đòn mới này hai cô nhanh chóng hạ được đối thủ nếu có kẻ lạ tấn công. Bản tính và tập dượt thành thục xong, họ cùng chia nhau chờ đợi giờ để ra tay. Đêm hôm đó chừng 10:30 tối, ba cô gái sẽ cùng nhau tới căn nhà hoang ở cuối xóm xem có ma hiện lên để chiêu ghẹo như người ta vẫn thường đồn đại hay không. Họ thấy có bóng trắng trèo tuột lên tuột xuống, lúc thì ở một cây, khi thì cả ba cây đều có bóng trắng tuột xuống trèo lên, cùng cất những tiếng than khóc nghe muốn hồn siêu phách lạc. Không ít người khẳng định họ thấy bóng trắng chuyển từ cây này qua cây kia, vừa chuyển nó vừa hú lên những tiếng lanh lảnh giữa đêm nghe thật rùng rợn. Thực hư như thế nào thì không biết, nhưng chỉ qua lời kể đã khiến cho nhiều người không dám bén mảng đến nơi đó, dù là trời mới chỉ nhá nhem tối, chứ nói gì là đến khuya như bây giờ. Tư Phương cột cái đoàn nhị côn ngang bụng, tay cầm đèn pin, còn hai cô gái kia thì nắm chắc mỗi người một cây gậy dài. Cả ba nhắm thẳng hướng ngôi nhà có ba cây so đũa để mà đi tới. Đêm đó trăng hạ tuần lên rất trễ, đã hơn 10 giờ khuya nhưng bầu trời vẫn tối thui.
May nhờ có ánh đèn điện từ những căn nhà gần đó để hắt ra, cho nên cũng đủ cho ba cô nhóc lò dò con đường mòn đầy lau sậy, cộng với cỏ dại mọc ngang tới đầu gối. Hai bên nếu không là ao ruộng muống thì cũng là những vùng đầy bèo cám, dẫn đến căn nhà hoang nằm tách biệt ở cuối xóm. Đó là một con nhà lá khá lớn siêu vẹo, mà ban ngày xem ra đã rệu rão muốn đổ sập đến nơi. Nhưng giữa cảnh tối trời mù mịt như vậy, nó nằm lù lù đen thui ở một khu đất rậm rạp để cỏ cây. Một bên là những lùm bụi tùm lùm, nằm như là che giấu bao điều bí ẩn. Còn phía bên kia là một chiếc ao lớn đầy bèo tấm và rau muống, giống như là hào hố, nhằm mục đích ngăn chia với thế giới ở bên ngoài. Còn phía sau của căn nhà nọ là một thửa ruộng chạy dài 6-70 thước, rồi nối tiếp là một khu vườn trồng khoai mì lớn. Riêng hình ảnh trên như thách thức đe dọa với ba người trẻ tuổi gan dạ đang muốn tìm hiểu nó. Thù nắm chắc cây gậy dài ở trong tay, khá tin tưởng vào nó với cú quét chân đối thủ hoặc là cái thọc mạnh tới trước để đâm vào bụng hay là ngực của đối thủ, mà Thu cùng Mai tập dượt suốt cả buổi sáng. Cũng như tin vào sự nhanh nhẹn linh hoạt của Tư Phương. Còn Mai chả biết có thực tâm can đảm hay không, nhưng Thu lích nhìn qua thấy bạn của mình cũng nắm chắc cây gậy ở trong tay, lại có hơi rụt rè tiến tới từng bước trong bóng tối. Thu bước sát lại rồi hỏi: "Nè Mai, bộ mày ớn hay sao mà tao thấy mày rụt rè dữ vậy? Nếu mà tao sợ đâu có dám rủ tụi mày, vì tối quá không thấy rõ đường cho nên là vô tình lọt vũng, mắt tao hơi yếu mày quên sao?" Thu nhớ ra ngày cho nên liền nói: "Xin lỗi ha, bây giờ mày có thể yên tâm bước theo tao, không có sợ lọt vũng lọt mương gì cả." Bên kia Phương cũng khẽ lên tiếng: "Hay chỉ có nghe thấy gì chứ?" Cả hai cô gái đều dừng lại để lắng nghe, nhưng họ chưa nghe thấy bất cứ điều gì khác thường ngoài tiếng gió khua xào xạc trên mấy ngọn cây châm, cây chùm ruột cùng với vài cây ổi mọc quanh đó. Mai cũng trả lời thật nhỏ: "Chị chưa nghe gì hết." Thu cũng thì thào hỏi: "Bộ em Phương nghe được gì sao?" Phương dừng lại chờ hai cô gái đi lên ngang mình rồi nói: "Em nghe như là có tiếng rên khóc nhỏ nhỏ ở đâu đó." "Ờ, chị cũng mới thoáng nghe." Tiếng của Thu nhẹ nhàng đáp, và ngay lúc đó Mai cũng nghe từ trước mặt của mình có tiếng khóc tức tưởi của ai đó, khiến cho cả ba chị em không hẹn mà cùng đứng sực lại. Phương kéo tay hai cô gái ngồi xuống, đưa tay chỉ về hướng ba cây so đũa trồng một hàng trước căn nhà. Đúng là từ chỗ đó, tiếng khóc tỉ tê rưng rức đang phát ra lúc lớn lúc nhỏ, nghe ai oán vô cùng. Mai thì thào nhẹ như là tiếng gió: "Ai mà giờ này lại khóc ở đây vậy ta? Chẳng biết là ma hay người mà nghe thảm quá." Thù cũng nhỏ nhỏ góp ý. Cả ba chị em đang căng mắt căng tai ra để nghe, nhìn coi tiếng khóc kia là của ai và phát ra từ đâu, thì bất ngờ Phương bật đèn pin hướng về hàng cây. Ánh sáng chói lòa của cây đèn pin soi rõ trên ngọn cây so đũa. Mai và Thu cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng không thấy gì ngoài ba ngọn cây cao lớn run run trong trời đêm như là vừa có cơn gió thổi qua. Phương đưa ánh đèn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, nhưng cả ba người đều thấy không có gì ngoài những lùm cỏ mọc bừa quanh gốc cây nọ. Cả ba người ngồi nán lại thêm một lúc lâu, vẫn nghe chẳng còn nghe được tiếng gì ngoài tiếng gió vi vu luồn qua các bụi cây lùm cỏ ở quanh đó. Từ trong căn nhà lá bỏ hoang, tiếng của hai con tắc kè cùng kêu lên một lượt. Một con có một giọng trầm trầm rên rỉ, một con có giọng cao nhọn hoắt như là một cặp song ca, khiến cho cả hai cô giật mình vì tiếng kêu bất ngờ, khá lạ lùng của hai con tắc kè quái dị nọ. Nhưng do bản tính can dạ của cả ba, họ vẫn ngồi nán lại thêm chừng 10 phút thì chẳng có thêm hiện tượng gì lạ nữa. Thu đưa mắt nhìn quanh rồi nói với Mai và Phương: "Thôi, tụi mình đành về vậy, chứ ngồi đây thêm cũng chẳng có thấy gì đâu." Hai người kia cũng đồng tình với ý kiến của Thu. Chỉ một chút sau, bóng của họ đã vượt qua con đường để lau sậy cạnh chiếc ao muống để ra về. Trên đường đi, Phương nói như tự trách: "Công tại em vội vàng dọi đèn khi vừa trông thấy bóng xuất hiện trên cây so đũa, làm cho nó biến mất luôn, tức thật đó." Thu cũng liền nói thêm: "Cái lúc Phương vừa dọi đèn hướng lên cây so đũa đó, thì chị cũng vừa kịp nhìn thấy một bóng trắng phất phơ ở trên đó, và nó biến mất ngay làm cho chị không có dám tin chắc mình có nhìn thấy cái bóng trắng kia thật hay không." Mai ấm ức nói: "Khi đó Mai cũng nhìn lên theo ánh đèn của Phương mà chẳng kịp thấy nhìn trên đó có gì cả." Đang đi bỗng nhiên Phương dừng lại rồi quay sang Mai rồi hỏi:
Vậy bây giờ tính sao hả chị Mai? Còn tính toán gì nữa, bây giờ về thôi. Đợi đến tối thứ bảy ba đứa mình gặp lại, hai người có đồng ý không? Nghe hỏi vậy, dĩ nhiên hai người họ đều gật đầu tán thành. Rồi khi đến đầu ngõ hẻm vào nhà Thu thì họ chia tay mạnh ai về nhà nấy, kết thúc đêm đầu tiên đi săn mai nhưng bất thành. Buổi trưa ngày thứ bảy, Phương đến nhà tìm Mai và Thu để bàn về việc tối nay họ đến căn nhà bỏ hoang đó, với quyết tâm tìm ra thực hư của lời đồn đại. Bà thiếu niên sôi nổi vạch ra cách đối phó nếu mà đụng phải kẻ gian giả ma, để che mắt những người xung quanh, để âm mưu chuyện gì đó bất chính. Còn nếu có ma thật thì họ phải đối phó thế nào? Nghe hỏi vậy, Phương liền vỗ vào cây đoàn nhị côn của mình và tự hào nói: ở hai đầu bảo bối này, em dẫn hình chữ vạn của Phật và hình thánh giá của Chúa, để đề phòng nếu mà chúng là ma quỷ thật thì cũng dính đòn, đến vỡ đầu sứt chán chứ chẳng có chơi. Nghe cậu ta nói vậy, cả hai thiếu nữ tỏ ra yên tâm hơn, và cả ba cùng hẹn một cách chắc chắn, đúng 10 giờ đêm nay gặp lại với kế hoạch mà họ đã định sẵn. Đêm nay lại càng tối trời hơn đêm trước. Trên nền trời thăm thẳm chỉ lác đác vài ánh sao thưa đang ra sức nhấp nháy, càng làm cho con đường đầy tối tăm cỏ dại cộng với lau sậy kia thêm phần khó đi. Vẫn tiếng côn trùng hòa lên lời than vãn muôn đời của chúng. Dọc theo hai bên bờ vững vàng khiến cho cả ba bóng nhỏ thận trọng dò đường từng bước một. Dù cầm chiếc đèn pin cỡ lớn ở trong tay, nhưng Phương không dại dột gì bật lên khi thật sự chưa cần thiết. Tiếng gió vẫn xào xạc khua trên những ngọn cây mắm cây châm, đem đến cái mát lạnh lẽo cho cả ba thiếu niên. Chẳng mấy chốc họ đã đến gần chỗ có ba gốc cây sò đũa to lớn. Phương đưa tay ra hiệu cho hai cô gái cùng đứng lại, rồi cô ta khẽ nói: mình cùng ngồi ở dưới gốc cây châm này một lúc, xem quanh đây có động tĩnh gì thì khi đó mới tính, hai chị thấy thế nào? Hai cô gái gật đầu đồng tình với cách chỉ huy của Phương. Dù nó có nhỏ hơn một tuổi, nhưng trong những tình huống này lại tỏ ra lanh lợi và vượt trội hơn. Cả ba đứa ngồi im lặng để nghe ngóng chung quanh. Mọi vật vẫn im phăng phắc ngoại trừ những cơn gió lâu lâu lại vật vã như là than vãn trên các ngọn cây. Rồi tiếng côn trùng rì rà hòa lên bài hát não nùng buồn muôn thuở của chúng. Bỗng nhiên bọn chúng đồng loạt dừng lại, khiến cho không gian trở nên đặc sệt, im ắng bất ngờ, càng làm tăng thêm vẻ cô tịch lạnh lùng của cảnh vật xung quanh. Từ cành cây cao của cây châm, tiếng cú bất ngờ vang lên giữa không gian đang lặng ngắt tối đen kia, làm cho ba cô cậu nhỏ cùng ngước mắt lên nhìn, để cùng nhìn thấy hình ảnh của một con chim đen thui với hai con mắt xanh lẻ như mắt mèo nhưng lớn hơn rất nhiều, đang nhìn chằm chằm vào ba người của họ. Phương đưa tay lên nhớ nhớ con chim cú thì thật bất ngờ, từ trên cao nó lao thật nhanh xuống chỗ của Phương đứng. Vừa sát tới đầu của cô thiếu nữ, nó vọt bay lên cao không khác gì một tia chớp, vỗ cánh đảo một vòng quanh đầu của mấy cô nhỏ và buông thêm hai tiếng như là trêu chọc một cách đáng ghét, rồi mới chịu bay đi mất dạng, trả lại bầu không gian nặng nề không một tiếng động cho nơi đây. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua một cách lạnh lùng. Chừng hơn 15 phút sau thì Mai định lên tiếng dù các bạn ra về, vì giờ này cô đã bị khá nhiều mũi bu lại tấn công. Nhưng cô chỉ kịp lên tiếng thì bất ngờ Thu khều nhẹ và đưa tay chỉ về hướng căn nhà lá. Mai nhanh chóng nhận ra từ trong đó lần lượt bay ra ba con đom đóm rất lớn. Chớp ánh sáng xanh lòe mà nhìn qua thì thấy lạ hơn bình thường. Mấy con đom đóm bay một vòng quanh nhà lá đen thui kia, chúng chậm chạp chia nhau bay lên ba ngọn cây so đũa, dừng lại chớp tắt liên tục, rồi bất ngờ bay ra về phía khu ruộng sau nhà và mất dạng. Ba cô gái trẻ hiếu kỳ còn lấy làm lạ về hiện tượng không mấy thông thường kia. Ngay lúc đó không rõ từ hướng nào có một tiếng cười gằn, dù thật nhỏ nhưng mà thật lạnh lùng đột ngột vang lên, khiến cho cả ba dù gan dạ nhưng cũng nghe sống lưng của mình gai lạnh lạnh. Ngồi thêm một chút nữa vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Cả ba cô nhỏ đứng dậy đi ra về, và họ mới đi chừng được vài bước thì bất chợt dưới chân vang lên tiếng rúc rích của bọn chuột, có lẽ là phải đến 5-6 con. Cả ba cùng đồng loạt dừng lại vì ý định xem bọn chuột từ đâu, nhưng bóng tối đã bừng kín mắt của họ. Tiếng rúc rích của lũ chuột nhỏ dần rồi mất hẳn. Do dự thêm một chút, cả ba thiếu niên đành kéo nhau ra về, kết thúc lần thứ hai thám hiểm xem ma nhưng không kết quả. Vì thế họ đành hẹn nhau vào tối ngày hôm sau. Đêm hôm nay càng tối hơn hai hôm trước.
Trên bầu trời đen thẳm chẳng có lấy một vì sao nhấp nháy. Trên trời dưới đất cùng hòa quyện nhau thành một màu đen, như cố tình che lấy mắt của mấy thiếu niên gan dạ đầy hiếu kỳ. Bà cô gái dò dẫm dựa nhau vào đi, cùng cố căng mắt ra nhìn đường để tiến vào khu đất bỏ hoang đầy lau sậy nọ. Ngoài tiếng gió đêm lạnh lùng thổi qua như là đe dọa, thì đêm nay tuyệt nhiên không có một tiếng côn trùng than khóc, khiến cho quang cảnh càng thêm u ám và rùng rợn. Cả ba cô cậu nhỏ thận trọng tiến tới ba gốc cây so đũa, rồi dừng lại ngồi thụp xuống để nghe ngóng và quan sát sự tình. Thời gian qua chừng 5 phút, tự nhiên Phương ngẩng đầu rồi thì thào nói: "Em nghe hình như là có tiếng bước chân thật khẽ đang từ ngoài đường đi vào, hai chị có nghe thấy không?" Hai cô gái lắng tai nghe, nhưng rõ ràng họ không nghe được tiếng gì cả, cho nên thu lắc đầu. Bên kia mà cũng giả giấu mình không nghe thấy gì cả. Bỗng nhiên có một giọng nói ồm ồm cất lên ngay sau lưng của họ: "Mấy cô là ai? Sao lại đến nhà của tôi rình mò lúc đêm hôm như vậy?" Cả ba người cùng quay lại và nhận ra trước mặt của họ là một người đàn ông trung niên, mặc nguyên một bộ đồ trắng tinh. Nếu không có cây đèn bão với một vùng ánh sáng màu vàng ở trên tay, thì ba cô nhỏ sẽ nghĩ là ma, bởi ông ta đến sát họ với cả ánh đèn như vậy mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Ngoài tiếng chân mơ hồ ở xa mà Phương vừa thoáng nghe được, bất ngờ nghe ông ta hỏi vậy mà liền lanh miệng mà trả lời: "Dạ, tại tụi cháu nghe đồn căn nhà này có ma, cho nên muốn tới thử coi thực hư xem thế nào." Người đàn ông áo trắng nghe vậy thì không tỏ ra giận dỗi mà cười lớn: "Cả ba đứa gan dữ, bộ mấy đứa không có sợ ma thiệt sao?" Phương trả lời đầy tự hào: "Nếu sợ ma thì ba đứa chúng cháu đâu có dám đến đây." Thu cũng liền nói theo: "Mà có gì đáng sợ đâu chú, nếu mà họ nhát mà mình không có sợ thì họ chán chẳng muốn nhát nữa." Mai lại nói theo một cách khác: "Cháu thì chả tin trên đời này có ma, cho nên mới rủ hai bạn đây đến xem để thực hư. Vậy bây giờ thì rõ ràng là người ta chỉ đồn đại mà thôi." Người đàn ông kia nghe vậy thì chẳng nói thêm điều gì. Nhưng khi Mai cười to nói với hai bạn của mình: "Thôi mình đừng làm phiền chú đây, vậy tụi mình xin lỗi rồi ra về nha các bạn." Nói xong cô quay nhìn người đàn ông áo trắng mà nói: "Thay mặt các bạn cháu xin lỗi chú và gia đình, còn bây giờ thì tụi cháu xin phép ra về à?" Người đàn ông trung niên kia cười nhỏ rồi hỏi: "Bộ mấy cháu không có thắc mắc tại sao căn nhà giống như bỏ hoang này mà chú lại ghi nhận là nhà mình sao?" Thu liền nhanh nhẹn trả lời: "Thì chúng cháu có hơi thắc mắc một chút, nhưng mà chú nói đây là nhà của chú thì chúng cháu liền tin, bởi chú chẳng có chuyện gì về gạt chúng cháu cả." Người đàn ông liền đưa cây đèn bão nhỏ của mình ra, soi soi mấy cô cậu nhỏ rồi hốt nhiên nói: "Các cháu có muốn vô căn nhà kia để biết đó có phải là nhà mà gia đình chú đang sống hay không?" Cả ba đưa mắt hội ý, thấy cả hai người kia gật đầu, cho nên Mai liền nói: "Nếu mà chú cho phép tụi cháu vào chơi cho biết thì ba chúng cháu hoan nghênh hết mình." Thế là người đàn ông kia xách đèn dẫn đường đi trước, ba bạn trẻ cùng đi theo sau. Họ đi ngang qua ba gốc cây sò đũa, rồi mới tới một cái sân đầy rêu trơn trượt, khiến cho mấy người theo sau phải cẩn thận từng bước. Sau khi qua khỏi cái sân khá rộng, họ dừng lại trước một căn nhà lá mà cửa ra vào thấp chùm sụp. Mùi ẩm mốc meo sộc vào mũi làm cho cả ba cảm thấy khó chịu. Phía trước, người đàn ông kia dừng lại, đưa tay đẩy cái cửa qua một bên, và từ trong đó một vùng ánh sáng trắng nhạt hắt ra. Người đàn ông nọ liền đưa tay mời, miệng liền nói: "Các cháu vào trong này chơi một chút với gia đình của chú." Cả ba người chưa kịp nói gì thì từ trong nhà có một tiếng nói yếu ớt vọng ra: "Bà nói chuyện với ai ở ngoài đó vậy?" Người đàn ông liền trả lời: "Bà đưa mấy bạn trẻ đến chơi nhà của mình cho biết còn có muốn làm quen với các bạn không?" Một chút im lặng trôi qua, cuối cùng thì giọng nói bên trong khẽ trả lời: "Con không biết nữa, tùy ba." Nghe đứa con trả lời xong, người đàn ông quay sang nói với ba người đang đứng tần ngần ở nơi cửa: "Các cháu vô nhà chơi." Mai đưa mắt nhìn hai bạn rồi ra hiệu cùng bước vào. Vừa vào đến trong thì cả ba đều ngạc nhiên đến sửng sốt. Họ không ngạc nhiên sao được, vì bên trong là một căn nhà khác bằng mái tô le. Vách ván khá khang trang, tuy nhỏ hơn nằm dưới mái nhà lá ộp ẹp, lúc nào cũng muốn đổ sụp như là để che mắt bên ngoài.
Trong nhà được kê rất nhiều các vật dụng gia đình như là tủ, giường, bàn ghế, trông thật tươm tất và sạch sẽ. Người đàn ông chủ nhà liền chỉ tay, mời các bạn ngồi xuống trên chiếc ghế dựa để quanh bàn, rồi nói với họ bằng một giọng xúc động. Cho biết là vợ chồng của ông chỉ có một đứa con trai, năm nay vừa 13 tuổi, có lẽ là nhỏ tuổi hơn mấy cháu đây chút đỉnh. Nhưng thật không may mắn khi vừa 6 tuổi nó đã vướng vào một chứng bệnh khó, không thể ra ánh nắng mặt trời. Ánh nắng chiếu vào làm cho da thịt của nó phồng rộp lên rồi lở loét, còn đôi mắt thì không thể nào mở ra được vì ánh sáng làm cho nó rất chói chang. Xóm giềng cho rằng vợ chồng của ông ăn ở thất đức, cho nên dù họ chỉ có một thằng con, vậy mà nó lại vướng vào căn bệnh quái ác này. Vì thế mà ông đành rời quê của mình lên vùng hẻo lánh này, tìm một căn nhà cũ kỹ, rồi cất vào trong đó một căn nhà khác vững vàng hơn. Trước là để cho ba đứa sống an toàn ở trong đó mà không sợ ánh mặt trời nung đốt khó chịu. Sau nữa là tránh đi những cặp mắt tò mò cùng với dè bỉu của những người chung quanh. Nói xong, người đàn ông kia kết luận: gia đình của chú ẩn giật ở nơi này gần 4 năm mà không ai chung quanh hay biết, vì họ cho rằng có ma hiện ở mấy cây so đũa, cho nên chẳng một ai dám bén mảng tới. Hơn nữa với vẻ ngoài sập sệ của căn nhà càng làm cho nhiều người không muốn ghé mắt nhìn, chỉ nói chi đến tìm tòi với các cháu. Mày nghe người đàn ông chủ nhà nói như vậy, cô tỏ ra ân hận chuyện mình bày đặt dù dê mấy đứa tới đây để coi ma, mới vô tình làm cho ông nọ phải tiết lộ về chuyện của gia đình mình. Nghĩ vậy, cô mới quay qua nhìn người đàn ông mà nói: cháu thành thật xin lỗi chú và gia đình vì tính tò mò của chúng cháu khiến cho chuyện của chú cần giữ kín, lại buộc phải nói ra với tụi cháu. Rất mong chú bỏ qua cho ba đứa cháu. Người đàn ông nọ nhẹ cười mà nói: các cháu cứ yên tâm, chú chẳng những không trách mấy cháu mà còn cảm ơn các cháu thật nhiều. Thu ngạc nhiên hỏi: sao kỳ vậy chú? Giọng của người đàn ông pha chút ngậm ngùi rồi nói: thì gia đình của chú sống ở đây gần 4 năm nhưng không tiếp xúc với bất cứ ai nào ở trong xóm, bởi vậy rất tội nghiệp cho thằng Lập, nó chẳng gặp ai hay là có bạn bè gì ngoài cha mẹ. Quanh năm suốt tháng nó chỉ thui thủi một mình làm bạn cùng với món đồ chơi rẻ tiền mà chú và mẹ của nó mua cho. Thấy con đã lớn mà càng ngày chỉ ôm mấy món đồ chơi nọ bầu bạn, thật là ứa nước mắt. Người đàn ông liền ngừng nói, đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt vừa tuôn ra. Điều ấy khiến cho cả ba người đều chạnh lòng, nên chưa biết phải nói năng gì để an ủi. Chợt ông ta tươi nét mặt hẳn lên nhìn Mai và đề nghị: bây giờ sắp đến giờ phải ra chợ đem hàng về phụ với mẹ nó, vậy các cháu có vui lòng ở lại đây trò chuyện với thằng Lập chừng nửa giờ không? Ông chủ nhà nói bằng một cái giọng rất thiết tha, khiến cho mấy người đều không nỡ từ chối. Nói xong, ông chủ nhà dắt bọn Mai vào trong căn phòng bên trong nơi có chú bé Lập đang ở. Đó là một chú bé có một gương mặt sáng sủa dễ nhìn, với một làn da trắng như gà bóc. Nó trắng đến độ Thu nhìn vào nghĩ khó có thể trắng hơn. Đôi mắt xanh biếc như là đại dương, trông không khác gì mắt của người châu Âu, nó đẹp một cách lạ lùng. Chú ta ngồi trên giường với những món đồ chơi khá lạ mắt. Lập đưa cánh tay khẳng khiu của mình ra mời mấy người bạn lên chiếc giường nhỏ của nó. Rồi nó nói với cha bằng một giọng yếu ớt: thôi bà cứ lo đi dạ. Thôi bà cứ lo ra chợ dẹp hàng phụ mẹ đi, ở nhà con sẽ tiếp mấy anh chị. Người đàn ông âu yếm nhìn cậu con trai rồi nói: vậy con trai ở nhà chơi với mấy người bạn nha, bà ra ngoài chờ một chút. Đứa con trai ốm yếu gật đầu, nhưng mắt lại luôn nhìn ba người bạn đến một cách trìu mến. Khi người đàn ông đi ra khỏi nhà thì bé Lập từ trên giường tuột xuống đến nắm chặt tay của Phương mà nói: thế các chị khỏe mạnh như vậy em thích mê, còn em yếu ớt suốt ngày quanh quẩn lại trong nhà như vậy chán quá. Phương nghe Lập nói vậy thì cũng tội nghiệp cho người bạn nhỏ, nhưng cái giá lạnh từ bàn tay của nó truyền qua làm cho Phương phải rùng mình nổi gai ốc. Cô vội vàng gỡ tay của chú bé ra và ngạc nhiên hỏi: không lẽ tay của em lúc nào cũng lạnh vậy sao? Lập đưa mắt nhìn và lắc đầu: em không biết nữa, bộ tay của em lạnh lắm hả chị? Tay của em lạnh một cách lạ thường đấy. Lập nhưng nghĩ ra chuyện gì cho nên liền nói: cho em xin lỗi về chuyện làm chị bị lạnh. Thu nghe vậy thì bước đến hỏi: thôi bây giờ em hãy kể chuyện của em cho mấy chị nghe đi.
Lập thoáng suy nghĩ giây lát rồi cười tươi nói. Thật tình mà nói em không biết nên kể từ đâu, nhưng có lẽ bắt đầu từ lúc em bị bệnh cho đến giờ. Cả ba người đều gật đầu chờ đợi. Dòng kể yếu ớt của Lập đưa ba người về một dĩ vãng của vùng quê sông nước miền Tây, nơi có vườn dừa rợp bóng xanh mát quanh năm, với một gia đình ba người sống tràn trề hạnh phúc trong cái êm đềm của miệt vườn. Cậu con trai lúc đó lên 6 tuổi, khá khôi ngô và là niềm tự hào mong ước của cặp vợ chồng người nông dân nọ. Họ sẽ thật sự hạnh phúc nếu chú bé kia năm đó không vướng phải căn bệnh quái ác, vì da của đứa con ngày một trắng ra. Trắng một cách thật bất thường, ban đầu tưởng rằng con của mình chỉ bị bệnh bạch tạng thường tình mà thôi. Nhưng không, nó không phải là chứng bệnh bạch tạng bình thường như họ nghĩ, mà chứng bệnh lạ kia gây đau đớn phiền phức bội phần. Vì ngoài màu da từ từ trở nên trắng một cách thật kỳ lạ, thì cậu bé bị thêm chứng chói lòa rất khó chịu khi tiếp xúc với ánh mặt trời. Ban đầu gia đình còn cho cậu bé đeo kính đen để mà hạn chế ánh sáng, nhưng chỉ hơn một tuần thì cặp kính đó đã mất tác dụng. Đã vậy, ánh sáng của mặt trời còn làm cho da cậu bé phồng rộp lên, sau đó lở loét gây đau đớn vô cùng. Thấy con khổ sở đau đớn như vậy, vợ chồng của người nông dân đưa đến nhà thương để điều trị hơn nửa tháng, nhưng không một chút thuyên giảm, nên họ chuyển qua đông y với đủ thứ thuốc bắc thuốc nam. Mà chứng bệnh kỳ quái kia không ngừng đeo đuổi buông tha chú bé. Càng ngày chú bé càng gầy gò và ốm yếu. Vì thương con, họ không ngại lặn lội đường xa tìm đến các danh y để chữa trị. Tiền bạc vật dụng trong nhà lần lượt đội nón ra đi, mà chứng bệnh của chú bé thì vẫn còn ở lại. Sau cùng, do sự độc mồm độc miệng của người dân xung quanh, họ cho rằng vợ chồng của nhà nọ ăn ở thất đức, cho nên mới khiến cho thằng con duy nhất mắc phải chứng bệnh quái ác. Do đó, người cha đã lên đến đất Sài Gòn, dốc hết tiền túi để mua một căn nhà nhỏ chung quanh có vườn rộng, vũng sâu, đủ để cho gia đình mình cách ly với lối xóm ở chung quanh. Nhất là ông cất thêm một căn nhà khác tươm tất, nằm trong căn nhà lá rách nát ộp ẹp, để cho cậu con trai không bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho đau đớn. Lập ngưng kể với một đôi mắt nhỏ lệ, còn Thu và Mai cũng thấy sống mũi của mình cay nồng. Riêng Phương thì cố ghìm xúc động của mình bằng cách hắng giọng, nhìn bâng khuâng ra ngoài cửa. Sau một lúc im lặng trôi qua, cậu bé Lập vẫn bằng cái giọng yếu ớt bùi ngùi nói tiếp. Các anh chị biết không, do cần những số tiền lớn để thường xuyên chữa bệnh cho em, bà em đã phải làm việc cho một bọn người xấu ở dưới quê một thời gian khá dài. Thế khi biết bệnh của em không thể nào chữa trị, bà đã xin rút chân ra không làm cho bọn chúng. Thì tên đầu sò cười gần mà nói. Không có đường lui dành cho ai cả. Một là tiếp tục với tụi tao, hai là gia đình của mày cùng nhau đưa về thế giới bên kia. Hắn chỉ nói bằng đó rồi phất tay cho ba em lui ra. Chính vì sự việc đó cộng với lời xì xào chia bai của xóm giềng, sau đó gia đình của em đưa nhau về nơi đây để tránh mặt đám người độc ác đó. Rồi hàng ngày ba của em thay phiên nhau mua bán ở ngoài ngôi chợ gần đây để kiếm sống. Còn một người phải ở nhà săn sóc em. Tưởng chừng tai họa sẽ dừng lại ở đó, nhưng mà không may. Cách đây khoảng non 4 năm, và một buổi tối nọ hai mẹ con của em đang ngồi bên nhau, thì chợt có tiếng gào của ba. Mẹ có thằng Lập đâu, chạy trốn. Hai mẹ con em còn chưa kịp phản ứng gì, thì ngoài cửa tiếng chân người đã dồn dập vang lên. Lập vừa nói đến đó thì bên ngoài cửa tiếng bước chân cùng tiếng la hét của nhiều người bất ngờ vang lên, khiến cho cả ba người đều ngạc nhiên nhìn lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra bên ngoài thì Lập đã vội vàng nói. Các chị mau mau trốn vô phía này vì bọn người xấu kia lại trở lại. Đừng lên tiếng hay có hành động gì ứng cứu, dù có chuyện gì ghê gớm xảy ra, nhớ lời của em dặn. Vừa nói, Lập vừa đưa tay chỉ vào một cửa căn phòng nhỏ nằm khuất sau giường ngủ của mình, rồi luôn miệng hối thúc Mai, Thu và Phương nhanh chóng vào trong đó, khiến cho cả ba người cùng líu díu dắt nhau chạy nhanh vào trong đó. Ở bên ngoài, sau tiếng phá cửa, một tiếng ầm vang lên thật mạnh, khiến cho cả ba người bạn nhỏ giật mình quay người lại nhìn. Thấy từ bên ngoài 5-6 người đàn ông đang hùng hổ đẩy mạnh người chủ nhà vào. Ông bị trói chặt tay ngoắc ra phía sau, và dưới ánh sáng của ngọn đèn ở trong nhà, cho thấy bọn mới vào mặt mũi vô cùng hung ác. Một tên ra dáng đại ca hất hàm mà quát. Bộ gia đình của mày tưởng bỏ xứ trốn lên đây là yên thân sao?
Nói xong hắn nhìn Lập rồi quay sang nhìn ông chủ nhà đang ngã sấp trên nền nhà. Vì cái thằng con ốm yếu dị hợm này mà bán nhà, của cải chạy chữa cho nó để gia đình mày rơi vào hoàn cảnh này hả Nam Thạch? Tao thiệt lòng là bội phục vợ chồng mày đó. Nói rồi gã dùng một tay nắm gáy của cậu bé yếu kia, lật qua lật lại như là một món hàng, rồi đi đến trước mặt của Nam Thạch nói: Tao tiễn còn cho con bệnh hoạn này đi xa cho nó rảnh nợ, để hai vợ chồng mày không vướng víu với nó nữa, để cùng làm việc cho tao. Vừa dứt lời thì hắn quăng mạnh Lập xuống nền nhà, khiến cho Lập kêu lên đau đớn, với dòng máu từ trán tuôn ra nhuộm đỏ cả mặt. Cái thân thể ốm yếu nhỏ thó của đứa con run lên bần bật, nhìn thật đáng thương. Người mẹ của chú nhỏ như một con thú điên lao nhanh chụp lấy tên vừa quăng con của mình, dùng hai tay để cấu xé. Hắn ta nổi giận rút con dao đâm vào người đàn bà nọ mấy nhát, liền khiến cho toàn thân người phụ nữ nọ đầm đìa máu tươi. Nam Thành tận mắt thấy vợ con của mình bị hành hạ như vậy, liền lấy hết sức lao mạnh vô bụng của gã đại ca nọ, khiến cho hắn ôm bụng nhăn mặt vì đau đớn. Sẵn đang cầm con dao ở trong tay, hắn cũng đâm loạn xị lên người của Nam Thạch cả chục nhát. Mọi diễn biến của tội ác xảy ra thật nhanh và bất ngờ, khiến cho cả ba người sững sờ không biết phải làm sao. Ngay lúc đó, gã đại ca lạnh lùng ra lệnh cho bọn đàn em cột vợ chồng Nam Thạch cùng với cậu con trai bệnh hoạn kia lại, rồi cho họ lên ba cây so đũa trước nhà. Bọn đàn em vâng dạ rồi lập tức thi hành. Đến lúc này thì Phương như quên lời dặn lúc nãy của Lập, không còn kìm hãm mình được nữa. Cô nhẹ nhàng gỡ cây đoạn nhị côn của mình ra và bất ngờ thét lên một tiếng sát thật rống mãnh. Tiếng hét rất lớn nhằm cướp tinh thần của đối thủ. Thân hình của Phương như một cánh én lao vụt nhanh ra, dùng một thế hiểm từ dưới bộ hạ quất ngược lên, quyết hạ tên đại ca ngay đòn đầu. Thế vậy Mai và Thu cũng bất chấp nguy hiểm, cùng xách cây gậy chạy ra nhảy tiếp tay với Phương. Nhưng bỗng nhiên mọi cảnh vật trước mắt biến mất, không khác gì một đoạn phim trên màn ảnh vừa hết, làm cho cả ba cô nhỏ ngước người thộn mặt ra nhìn xung quanh. Và họ cũng sớm nhận ra cả ba người còn đang đứng trước căn nhà lá tồi tàn đen thui, nằm im lìm trong bóng tối của khu vườn đầy cỏ cây hoang dại. Cạnh nơi họ đứng là ba cây so đũa cũng đang yên lặng vươn mình trên nền trời đen thẳm, chỉ vài ánh sao lác đác. Thấy thế, Thu định lên tiếng rủ Mai và Phương về, vì hình như nãy giờ họ cùng bị ngủ mê hoặc bị ma dẫn. Cô chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ trong cảnh lặng lẽ của trời khuya, mấy tiếng khóc nho nhỏ tức tưởi vang lên trên ngọn của ba cây so đũa, khiến cho cả ba người cùng một lượt ngước nhìn lên để nhận ra ba bóng trắng, hay nói đúng hơn là ba xác của người đung đưa phất phơ ở trên đó. Nhìn thấy cảnh vừa kinh sợ vừa đau lòng, làm cho cả ba người đều thốt lên: Trời đất, không lẽ chuyện nãy giờ mình thấy đều có thật? Và rồi trong một cơn gió nhẹ vừa thoảng qua, tiếng nói mong manh yếu ớt của cậu bé Lập gầy gò: Đó là hình ảnh thiệt của gia đình em gần 40 năm trước. Gió khuya đem lời nói xa dần, và hình ảnh của cả ba xác người đong đưa trên ba ngọn cây so đũa cũng mở dần, rồi sau đó tan mất trong màn đêm. Ba người bạn với những bước chân nặng nề trên con đường quay về, cùng mối ưu tư xót xa ở trong lòng. Đi một lúc chợt Phương lên tiếng: Chuyện của gia đình Lập thật sự quá đau lòng, khiến cho em không thể cầm được nước mắt. Nói xong cô đứng lại khóc ngon lành. Thu và Mai đi trước nãy giờ đang cố nén không khóc, nhưng khi mà nghe Phương cất tiếng thì hai người nọ không cách nào kiềm chế được nước mắt của mình. Cả ba người ôm lấy nhau khóc một trận ngon lành. Trần Thu lên tiếng: Xưa giờ chị vốn hơi sợ ma, nhưng mà đến hôm nay mới biết không phải ma nào cũng xấu phá chọc người, có những con ma thật đáng thương. Bên kia Mai cũng sụt sùi không nói thành lời. Phương nghe vậy thì góp ý: Đúng rồi, không phải họ muốn thành ma như vậy đâu. Thật sự có nhiều trường hợp rất đáng thương như là gia đình của Lập vậy. Hay là sáng mai ba chị em mình mua một ít nhang đèn bánh trái qua cúng họ. Thu liền tán thành mà nói: Mua thêm một ít giấy tiền nữa. Kiếp trước vì trị bệnh cho Lập cho nên gia đình của họ khó khăn, nay thành ma mình giúp họ một ít tiền nữa. Cả ba cô gái đều thống nhất ý kiến rồi cùng nhau bước về. Trời đã vào nửa đêm, trên trời không một gợn mây mà chỉ có những ánh lấp lánh.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.